Chào các bạn đến với nhóm phong thủy Khải Toàn. Xuất quái là gì? Phạm vào ngôi nhà có tọa độ xuất quái, đời sống không yên ổn. Xuất quái hay còn gọi là đại không vong. Tạp khí ngôi nhà này gây ảnh hưởng khí xấu đến tinh thần, gây tinh thần mụ mị, tâm tính cáu gắt, thậm chí là tai họa. Trong 50 căn sẽ có một căn có tọa độ như vậy. Tọa độ bị cấn giữa hai hướng lớn. Nhóm kiến thức phong thủy này với 49 chương và hàng trăm bài nhỏ hướng dẫn làm thế nào để chọn được một ngôi nhà tốt theo phong thủy, cũng như lập quẻ vận trình của một ngôi nhà theo bát tự tứ trụ. Để có tri thức, bạn phải tốn thời gian và chi phí, hoặc có thể tự học qua mạng, qua sách nhằm mang lại một cuộc sống tốt hơn. Hẳn bạn là một người có cơ duyên mới tham gia vào nhóm Khải Toàn phong thủy này. Vậy phong thủy là gì? Thực chất là từ trường học và phương vị học. Phong thủy học hoàn toàn không phải là phép màu, vẫn chịu ảnh hưởng bởi luật nhân quả. Các bạn phải lưu tâm, học phong thủy trước tiên là giúp bản thân mình, sau đó là giúp người khác. Nếu muốn giúp người khác xem phong thủy, bạn cần có tâm đức như một người bác sĩ cứu giúp bệnh nhân. Giúp đỡ ai và vào thời điểm nào, bạn không thể khuyên một người quá chấp trước hay khuyên một người vừa cãi nhau với ai đó. Dựa vào tấm lòng đó, bạn giúp đỡ người khác. Đây chính là cơ sở quan trọng để trở thành một người thầy phong thủy có đạo đức tốt. Chúng ta cùng khám phá. Trong đây có hai phần: phong thủy địa lý và phong thủy mệnh lý. Mệnh lý được xét theo năm tháng ngày giờ sinh kèm giới tính. Phong thủy địa lý cũng chia thành hai phần, một phần là loan đầu. Loan đầu là trường phái phong thủy phân tích về hình thể và vị trí, bao gồm cả núi, sông hoặc các tòa nhà kiến trúc trong xã hội. Loan đầu là phong thủy mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Phần thứ hai là lý khí, là phong thủy bàn đến những yếu tố vô hình, là sự phân tích, thời gian và phương hướng. Trái đất không ngừng chuyển động. Cả trái đất và vũ trụ mỗi ngày, mỗi năm đều không ngừng biến động. Bạn chỉ cần theo nhóm cơ bản có 20 chương với hơn 100 hạng mục lớn nhỏ là đủ kiến thức vận dụng cho cuộc sống này. Chương 2 nói về ngạ mệnh. Chúng ta có thể mất đi tất cả, nhưng kiến thức mãi là của ta. Thu nạp kiến thức. Phong thủy là nhóm kiến thức cao cấp. Cho dù bạn là người bình thường hay là người kinh doanh, nếu biết phong thủy cơ bản có lợi cho bản thân mình. Người bình thường khi mua nhà hoặc thuê nhà vẫn muốn biết phương hướng tốt xấu, bố cục ngôi nhà ra sao, số nhà, tên con đường và cả bát tự của chủ nhà đều xem có hợp với người mua hay không. Với người hành nghề bất động sản, thiết kế nội thất, thiết kế logo, càng phải biết để đưa ra tư vấn hợp lý với khách hàng. Phong thủy nhà ở, điều quan tâm đầu tiên của một ngôi nhà là ở môn chủ táo, tức cửa chính, phòng gia chủ và bếp. Ví dụ, những thứ nên thấy khi bước vào cửa: mở cửa thấy màu đỏ, cũng tức là mở cửa bắt gặp niềm vui. Ví dụ nhìn thấy bức tường đỏ hoặc vật trang trí màu đỏ mang lại cảm giác vui mừng rộn rã, tinh thần phấn chấn. Mở cửa thấy màu xanh lá của thiên nhiên, tức vừa mở cửa đã thấy cây cối xanh tươi, khiến tinh thần tràn đầy lòng yêu đời, lại có thể hấp thu được hiệu quả về dưỡng mắt. Mở cửa nhìn thấy tranh ảnh, nếu nhìn thấy đồ vật nhỏ hoặc những bức tranh tinh tế vừa thể hiện được gu thẩm mỹ của gia chủ, đồng thời có thể mang lại cảm giác bình yên sau khi bước vào cửa. Các thứ không nên nhìn thấy khi bước vào cửa: mở cửa nhìn thấy bếp. Mở cửa nhìn thấy bếp, tiền tài hao nhiều, tức là vào cửa đã nhìn ngay thấy bếp, hỏa khí xung vào người, khiến tiền tài tài khí không thể đi vào. Mở cửa nhìn thấy đồ đạc ngổn ngang, tâm trạng bị bí bách. Mở cửa nhìn thấy nhà vệ sinh, vừa bước vào cửa, cửa chính là ngay nhà vệ sinh, khó tránh khỏi khí ô uế. Mở cửa nhìn thấy gương, gương có thể phản xạ tài khí đi ra ngoài,
Nếu cửa chính không đối diện xung sát hoặc là có những vật ô uế thì không nên bày gương ở cửa chính. Hãy xem lại, nhà bạn mở cửa ra thấy gì? Bát tự tứ trụ là xét cả tám ô, năm tháng ngày giờ sinh. Chương này chưa bàn sâu về tứ trụ, giải thích về mệnh khuyết. Một số người thắc mắc, tôi mệnh hỏa sinh tháng 6 năm 1994, tại sao tôi dùng thủy? Bạn lập quẻ theo năm sinh liệu có chính xác? Hãy tìm hiểu số đông bạn học cùng thời hồi xưa, bây giờ họ ra sao? Chương này nói về ngạ mệnh trong mệnh lý, mùa sinh hay tháng sinh, khống chế ngũ hành, tức là trụ ngũ hành mạnh nhất trong tứ trụ. Nhìn vào đồ hình này, ta có thể thấy người sinh vào mùa xuân, cây cối phát triển, mộc vượng kim suy. Sinh vào mùa hè nóng, hỏa vượng thủy suy. Sinh vào mùa thu, cây cối sơ sát, kim vượng mộc suy. Sinh vào mùa đông, tiết khí lạnh, thủy vượng hỏa suy. Trong 24 tiết khí, 4 tiết khí cốc vũ, đại thử, xương gián và đại hàn đại diện cho tháng thìn tuất sửu mùi, thường là dư thổ. Rơi vào 4 tháng thìn tuất sửu mùi này, cẩn thận khi dùng theo ngạ mệnh. Bạn nhìn vào đồ hình này, bạn có thể thấy đồ hình bên trái. Sinh vào mùa xuân, màu xanh lá đại diện cho dương mộc. Sinh vào mùa hè, đại diện cho màu đỏ dương hỏa. Sinh vào mùa đông, đại diện dư thủy. Sinh vào mùa thu, đại diện dư kim. Theo trực xung, nếu mà sinh mùa xuân thì cần thường là cần kim của mùa thu. Sinh vào mùa hè thì thường cần thủy. Ở đồ hình bên phải, phân tích chi tiết hơn. Ví dụ, tháng thân dậu thường là dư kim. Tháng tý hợi thường là dư thủy. Tháng dần mão thuộc mộc là dư mộc. Tháng tỵ ngọ thuộc hỏa là dư hỏa. Theo đồ hình này thì 4 tháng thìn tuất sửu mùi là màu nâu là thuộc thổ. Ở đồ hình 24 tiết khí, dựa vào 4 mùa sinh này, nếu một người sinh vào mùa chuyển mùa, ví dụ một người sinh vào cuối mùa xuân chuyển qua mùa hè, sinh vào tiết khí cốc vũ, thường là tháng thìn. Để biết được mình sinh tháng gì và vào tiết khí gì, các bạn có thể vào trang web phong thủy khải toàn .com / tiết khí. Ví dụ 1, người sinh vào ngày 15 tháng 3 năm 87, người này sinh vào ngày quý thủy, sinh vào tháng mão mộc. Tháng mão thuộc mộc, mùa xuân cũng thuộc mộc, người này là dư mộc kỵ mộc. Dụng thần người này đầu tiên phải là kim. Ví dụ thứ hai, người sinh vào ngày 15 tháng 6 năm 2015, người này sinh vào ngày nhâm thủy, sinh vào tháng tỵ hỏa. Tháng tỵ chủ về mùa hè, tỵ là hỏa, người này kỵ hỏa, dụng thần đầu tiên của người này phải là thủy. Ví dụ thứ ba, người sinh vào ngày 15 tháng 9 năm 1993, người này sinh vào ngày kỷ thổ, sinh vào tháng thân kim vượng. Người này kỵ kim, dụng thần của người này có thể là mộc hoặc là hỏa. Ví dụ thứ tư, sinh ngày 20 tháng 12 năm 1982, người này sinh vào ngày đinh hỏa, sinh vào tháng tý thủy. Tiết khí giữa đông thủy lạnh, người này kỵ thủy. Dụng thần của người này đầu tiên là hỏa, kế đến là mộc. Ngay bây giờ bạn hãy lấy giấy kẻ ra 8 ô như hình, sau đó truy cập vào website phongthuykhaitoan.com/tiết khí, gõ ngày tháng năm sinh của mình và cha, điền vào 8 ô này xem bạn sinh tháng gì và tiết khí gì. Bạn sẽ biết được ngũ hành khuyết đầu tiên của mình là gì. Đây là bước đầu tiên tìm mệnh thiếu hoặc là mệnh khuyết cơ bản trong mệnh lý bát tự tứ trụ để cải vận. Về chọn nhà hoặc là mặt bằng, có một mẹo khi chọn. Trước tiên là trước mặt nên thông thoáng, nếu tầm nhìn rất là hẹp hoặc là quá cao sẽ bị bí bách. Sau lưng không nên có ao hoặc là kênh. Hai nhà bên tay trái
và bên tay phải nên bằng nhau, hoặc nhà bên tay trái nên cao hơn. Như hình minh họa này, nhà bên tay trái thấp hơn nhà bên tay phải, đại diện cho nhà ở giữa là nữ quyền, tức người nữ làm chủ. 9 trên 10 trường hợp theo cách cục này là như vậy, giảm đi điểm tốt tổng thể. Vừa hướng dẫn các bạn cha về mệnh khuyết theo tháng sinh, nhận biết được ngũ hành khuyết, vận dụng đơn giản vào thiết kế logo, chọn màu sắc cho công ty theo hình minh họa này, thì hình đầu tiên là hình 1, màu xám là kim, hình tròn cũng là kim, những gì liên quan đến kim loại là kim. Hình thứ hai ở đây có màu đen và màu xanh dương, đại diện cho thủy, hình gợn sóng cũng là thủy, những gì liên quan đến nước đến biển đều là thủy. Với hình số 3, hình vuông đại diện cho mộc, màu xanh lá là mộc, cây cối là mộc. Hình số 4, hình tam giác, hình nhọn đại diện cho hỏa, màu đỏ, màu ấm, đỏ, tím, vàng đều thuộc hỏa. Dựa theo các yếu tố này, nếu bạn khuyết ngũ hành nào, có thể thiết kế cho mình màu sắc hoặc logo phù hợp với mệnh thiếu. Mọi người thường quan tâm tuổi hợp vợ chồng. Theo tôi, vợ chồng con cái là do nhân duyên. Theo thuyết nhà Phật, tu trăm năm mới chung thuyền, tu ngàn năm mới nên duyên vợ chồng. Mọi duyên đều tuân theo nguyên tắc nhân quả, nên còn gọi là nhân duyên. Cha tuổi vợ chồng phổ biến nhất là cung sanh, hay còn gọi là cung ký hoặc cung sinh, tính theo lục thập hoa giáp, tức là 60 giáp Tý. Cha theo năm sinh, ta có 8 quẻ chính: duyên niên, sinh khí, thiên y, phục vị, lục sát, ngũ quỷ, họa hại, tuyệt mệnh. 8 cung nam nhân 8 cung nữ ra 64 quẻ chi tiết, tính theo nam đối nữ. Tính xác thật khá cao, tuy nhiên không hoàn toàn chính xác với mọi trường hợp, vì còn rất nhiều yếu tố khác như năm tháng ngày giờ sinh, âm đức của mỗi người, của cha mẹ, phong thủy môi trường, tính khí mỗi người. Các bạn nhìn vào đồ hình này, ví dụ 81, 87, 94, 2003 thuộc cung càn. Cung càn sẽ hợp với cung càn hoặc là đoài, càn thuộc kim, hợp với càn hoặc đoài cũng thuộc kim. Càn còn hợp với cung cấn hoặc cung khôn. Cấn khôn thuộc thổ, thổ có thể sinh kim. Ví như cung khảm, sinh năm 86, 91 hoặc 98. Khảm hợp với khảm, đây là tượng đồng cung. Hoặc là khảm hợp với chấn tốn, chấn tốn thuộc mộc. Ví dụ nam sinh năm 91 là cung khảm, kết hợp với nữ sinh năm 95 là cung đoài. Trai cung khảm lấy gái cung đoài, ta có quẻ duyên niên, đây là một quẻ tốt. Bản tham khảo cha cung sanh ở tài liệu gửi kèm, các bạn có thể tham khảo thêm. Trong mệnh lý bát tự tứ trụ có các cách tra quẻ cung vợ chồng riêng, sự ứng nghiệm rất là cao. Ví dụ hai người có khác mùa sinh với nhau là bổ trợ tốt cho nhau. Có mật mã quý nhân sẽ bổ trợ lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau rất là tốt. Có mật mã hàm trì của nhau sẽ hòa hợp chuyện chăn gối cao. Ở các chương tiếp theo sẽ bật mí với các bạn về cách luận tính cách một ai đó thông qua năm tháng ngày giờ sinh, cách chọn dụng thần trong mệnh khuyết để cải vận, cách nhận biết một ngôi nhà có phong thủy tốt xấu như thế nào, tự tính toán ngày lành cho bản thân. Các bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin nhóm học, có thể vào hai website phongthuykhaitoan.com hoặc phongthuycaivận.org. Chắc chắn các bạn là người có cơ duyên mới có thể tiếp thu được phong thủy chân chính. Chào các bạn trở lại với chương 3. Chương này bàn về ngũ hành. Hẳn các bạn đều biết về năm ngũ hành khống chế vạn vật trong cuộc sống hàng ngày. Sự tương sinh và tương khắc này là cơ bản. Ví dụ kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Thì theo đồ hình này, đây là tương sinh và đây là tương khắc. Xét đơn giản theo 12 địa chi,
Dần Mão Thìn thuộc mộc, Tỵ Ngọ Mùi thuộc hỏa, Thân Dậu Tuất thuộc kim, Hợi Tý Sửu thuộc thủy. Đây là những nhóm tam hợp. Còn đây là đồ hình thiên can ẩn tàng trong địa chi. Ví dụ Tý là thủy dương, nhưng mà trong Tý ẩn tàng quý thủy. Trong Ngọ có đinh hỏa và kỷ thổ. Trong Mão có ất mộc, trong Dậu có tân. Mỗi con giáp tức mỗi thiên can đều ẩn tàng những địa chi khác nhau. Thế thì ở đây ta có Tý Ngọ Mão Dậu. Đây được xem là bốn nhóm cực đoan và cố chấp, đại diện cho người đứng đầu. Tý Ngọ Mão Dậu đại diện cho bốn cực Đông Tây Nam Bắc, không thể hợp hóa. Ví dụ Tý là thủy, bất kỳ ngũ hành con giáp nào hợp với Tý cũng không thể nào thay đổi ngũ hành thủy của Tý. Thìn Tuất Sửu Mùi đại diện cho bốn ngân khố. Thìn Tuất Sửu Mùi đại diện cho bốn ngân khố, đại diện cho tích trữ, bao dung và làm giàu. Dần Thân Tỵ Hợi, bốn con giáp dễ biến đổi, dễ biến chất. Ví dụ Dần là mộc, nhưng mà Dần hợp với Ngọ Tuất có thể chuyển thành hỏa. Hoặc là Tỵ là hỏa, nhưng mà Tỵ Thân hợp thủy, Tỵ Dậu lại hợp kim. Thì bốn con giáp ở cuối cùng Dần Thân Tỵ Hợi đại diện cho người theo thời thế, uyển chuyển linh hoạt. Tiếp theo ta sẽ đến ngũ hành của 10 thiên can. Ta có 10 thiên can: Giáp Ất thuộc mộc, Bính Đinh thuộc hỏa, Mậu Kỷ thuộc thổ, Canh Tân thuộc kim và Nhâm Quý thuộc thủy. 10 thiên can này chia ra 5 ngũ hành và chia ra 5 âm 5 dương. Nhìn theo đồ hình bạn có thể hiểu tính cách của dương thì cứng nhắc, trực tiếp, lạc quan, bộc trực, độc lập, vô tư, không ngại va chạm. Với thuộc tính âm, mềm mại, uyển chuyển, bi quan, nhu thuận, thường dựa vào người khác, thường là mệnh phò tá, ngại va chạm nhưng mà được cái là nhẫn nại, vất vả khó thành tài. Tính chất 12 địa chi và 10 thiên can là yếu tố cơ bản, thuộc ngũ hành gì và âm hay dương bạn phải học thuộc. Chào các bạn đã trở lại với chương 4. Chương này nói về ngũ hành sinh khắc hợp. Nhìn vào đồ hình 12 con giáp đây, theo cái cột đầu tiên là về tam hợp. Trước khi nói về tam hợp lục hợp, để cho các bạn tiện theo dõi, từ đây về sau này, ví dụ chữ Tý màu xanh dương là thuộc thủy, chữ Sửu là thuộc thổ vì là màu nâu, Dần Mão màu xanh lá là mộc, Tỵ Ngọ màu đỏ là hỏa, Thân Dậu màu trắng xám là kim. Nhìn vào màu sau này các bạn có thể tự hình dung ra theo ngũ hành gì để dễ nhận biết. Đây là bảng tam hợp, ví dụ là Thân Tý Thìn là hợp thành thủy, hoặc là Dần Ngọ Tuất hợp thành hỏa. Bảng lục hợp thì tính hai con giáp hợp với nhau, ví dụ là Tý Sửu hợp thủy, hoặc là Dậu Thìn hợp kim. Cũng theo ví dụ này, ví dụ một người sinh vào tháng Thân, chủ tháng có sức ngũ hành ảnh hưởng mạnh nhất. Năm nay là năm Tý, Tý Thân có thể hợp thành thủy. Tuy thuộc tính gốc của Thân là kim, nhưng mà năm nay là năm Tý, Tý Thân hợp thành thủy. Hoặc năm 2021 là năm Sửu, người nào sinh tháng Tý, Tý Sửu hợp thủy, thủy rất là nhiều, nếu mà dụng thần là thủy thì rất là tốt. Đây là biểu đồ về sinh khắc hợp, ý nghĩa của tương xung và tương khắc. Nhìn vào hình thứ tư, sơ đồ lục xung và tứ xung. Ví dụ người tuổi Ngọ sẽ xung với người tuổi Tý, hoặc là Tý Ngọ Mão Dậu là bốn trục xung nhau. Đồ hình tiếp theo tam hợp lục hợp, đây là bảng tổng kết tất cả về hợp và xung khắc với nhau của 12 con giáp.
Ví dụ cột tuổi Mão, Mão Tuất hợp hỏa, Mão Hợi Mùi hợp mộc, Mão Dần Thìn cũng hợp mộc. Cũng theo cái trụ Mão này, ta đi xuống dưới đây, Mão Trực Mão, xung Dậu, hại Thìn, phá Ngọ và hình Tý. Trong mệnh lý không ưa trực và xung, sau đó là hại phá hình. Ở đồ hình 10 thiên can, Bính Đinh thuộc hỏa, Mậu Kỷ thuộc thổ, Canh Tân thuộc kim, Nhâm Quý thuộc thủy, Giáp Ất thuộc mộc. Dấu cộng là tính dương, dấu trừ là tính âm. Ở hình ghi chú kế bên, một năm khác nhau, một là giáp, năm là mậu. Trong bảng xung khắc này, thường là không ưa thuần âm hoặc thuần dương phối nhau. Ví dụ giáp mộc là mộc dương, mậu thổ cũng là mậu thổ dương. 26. Ất mộc là âm, kỷ thổ cũng là âm. 37. Bính hỏa và canh kim, vì hai thuộc tính này là thuần dương. Đây là ghi chú về sự xung khắc và tương hợp. Ví dụ giáp kỷ hợp thổ, giáp là mộc dương, kỷ là thổ âm, âm dương phối nhau. Các bạn có trí nhớ không tốt, không cần phải học thuộc tất cả. Khi nào ta tra mệnh, ta mở ra đồ hình này và tra từ từ, tự khắc lâu ngày sẽ nhớ. Ví dụ lá số 5, sinh ngày 11 tháng 12 năm 97. Người này sinh ngày Đinh Hỏa. Thiên can có nghĩa là bốn trụ nằm ở trên, Đinh, Nhâm, Đinh, Kỷ. Thì đầu tiên Đinh với Nhâm là có sự tương hợp, Đinh Nhâm hợp mộc. Ở dưới bốn trụ địa chi Sửu, Tý, Hợi, Dậu, ta có sự tam hợp của Hợi, Tý, Sửu. Trụ năm và trụ giờ Sửu, Dậu cũng hợp kim. Tuy chỉ có trụ tháng và trụ giờ Tý, Dậu tương phá, thì lá số này sự hợp hóa rất là tốt, được xem là lá số đẹp. Chào các bạn đã trở lại với nhóm Phong Thủy Khải Toàn. Chương 5 bàn về tính chất địa chi. 12 địa chi nói lên điều gì? Mỗi địa chi nói về tính cách một con người. Tôi sẽ chia thành 4 nhóm. Đầu tiên là nhóm cực đoan. Trong 12 địa chi, tức 12 con giáp, 4 chữ tượng trưng cho cực đoan là Tý, Ngọ, Mão, Dậu. 4 chữ này tượng trưng cho 4 nguồn sức mạnh trên trái đất. Tý tượng trưng cho sức mạnh của thủy, Ngọ tượng trưng cho sức mạnh của hỏa, Mão tượng trưng cho sức mạnh của mộc và Dậu tượng trưng cho sức mạnh của kim. Nếu trong bát tự, năm tháng ngày giờ sinh hoặc đại vận xuất hiện 4 chữ này tượng trưng cho 4 loại ngũ hành mạnh mẽ, bắt nguồn từ đó sẽ có 4 loại sự vật cực đoan và tính cách cực đoan. Như Dậu tượng trưng cho kim vô cùng tinh khiết, không có bất kỳ tạp chất nào, vì vậy ngũ hành khác không thể làm suy yếu loại kim này. Ví dụ khác, Tý tượng trưng cho nước sông cuồn cuộn, Ngọ tượng trưng cho lửa cháy rừng rực, Mão tượng trưng cho cây cối xinh tươi tốt vào mùa xuân, và Dậu tượng trưng cho kim chặt chém hung hăng cực độ. Ví dụ người tuổi Ngọ khi giận dữ thì khó kiềm chế, là người theo chủ nghĩa cực đoan, dữ dội như lửa thiêu. Người tuổi Mão tính khí cực đoan phát cuồng, không thể kềm chế nổi. Hoặc là người tuổi Dậu cố chấp không thể thương lượng được với họ, dễ đi vào bế tắc. Còn người tuổi Tý ngạo mạn ngoan cường. Tuy nhiên tác dụng của con giáp năm sinh lại không quan trọng bằng tháng sinh. Khi xem bát tự, điểm mấu chốt nằm tại nguyệt lệnh, tức là tháng sinh. Trong cuộc sống hiện thực có rất là nhiều người cố chấp không bao giờ chịu cúi đầu, do đó muốn biết đối phương cố chấp hay không chỉ cần xem tháng sinh của người đó là sẽ biết ngay.
Các bạn có thể tham khảo tính chất từng con giáp theo tài liệu gửi kèm trên bài học. Nhóm thứ hai là dần thân tỵ hợi, là kiểu người dễ thay đổi, biến hóa khôn lường. Người có tháng sinh dần thân tỵ hợi có tính cách thường thay đổi đa dạng, khiến người khác khó có thể nắm bắt được. Quan trọng là bên cạnh xuất hiện chữ gì. Ví như người sinh vào tháng dần có tính cách nóng nảy, ương bướng, quân tử, cố chấp. Nếu bên cạnh gặp tí ngọ mão dậu khiến cho tính cách càng tăng thêm, khó có thể chế phục. Nếu gặp thìn tuất sửu mùi, lập tức được chế ngự, trở nên bình hòa. Nên khi xem phải xem chủ tháng và chủ năm cạnh bên. Nhóm thứ ba, thìn tuất sửu mùi, thường được gọi là tứ khố, đại diện cho bốn loại thương khố. Thìn tuất sửu mùi thường đại diện cho đất đai nhà cửa. Thìn là thủy khố, tuất là hỏa khố, sửu là kim khố, mùi là mộc khố. Mệnh trong bát tự xuất hiện bốn chữ này đại diện cho người có năng lượng tích trữ và lòng bao dung chứa rộng lớn. Người sinh vào 4 tháng thìn tuất sửu mùi thường có tính cách và năng lực bao dung, điều hòa, tích trữ, nghỉ ngơi lấy sức, miêu tả tinh tế, dịu dàng hòa giải. Trong bốn loại thổ này, tuất và mùi là thổ có hỏa. Ví dụ như trong tuất có ẩn tàng thiên can đinh hỏa, trong mùi vẫn có ẩn tàng thiên can đinh hỏa. Thìn và sửu là thổ có thủy. Khi xem mệnh khuyết, người sinh vào tháng thìn và tháng sửu là hai tháng khó phân loại mệnh khuyết nhất. Giờ đây hãy xem lại lá số của bạn. Trụ địa chi tháng sinh và năm sinh là hai con giáp gì? Điều này nói lên tính cách của bạn.